Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Albert Einstein là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất lịch sử loài người. Nhưng cuộc sống riêng tư của ông vẫn là một ẩn số trong nhiều năm, bao gồm cả việc ông có một cô con gái tên Lisa Einstein. Vậy tại sao sự tồn tại của Lisa lại bị che giấu? Nguyên nhân là bởi cô bé là con ngoại giá thú. Vào năm 1901, Mileva Maric, một sinh viên chuyên ngành vật lý và toán học tại Đại học Bách khoa Liên bang Zurich, nơi Einstein theo học, đã rời trường và trở về Serbia, nơi bà hạ sinh một cô con gái vào năm sau đó. Đến tận năm 1903, Einstein và Maric mới kết hôn. Kỳ lạ thay, Lisa như bốc hơi khỏi lịch sử, cho đến khi cả Mileva và Einstein lần lượt qua đời vào năm 1948 và 1955. Vẫn không có ai biết về cô. Mãi đến năm 1986, khi các nhà sử học tìm thấy những bức thư liên lạc giữa Einstein và vợ, thì thế giới mới biết rằng Lisa thật sự tồn tại. Vậy điều gì đã xảy ra với Lisa Einstein, con gái duy nhất của Albert Einstein? Điều duy nhất mà các nhà khoa học chắc chắn về Lisa Einstein là bà sinh ngày 27 tháng 1 năm 1902 tại thành phố Jóvedek, nơi sau đó là Vương quốc Hungary thuộc Áo, Hungary và ngày nay là một phần của Serbia. Sự tồn tại của Lisa bí ẩn tới nỗi những nhà sử học không hề biết được một thông tin gì cho đến khi những bức thư được phát hiện vào năm 1986. Cũng chính vào thời điểm này, những giả thiết xoay quanh cô con gái độc nhất của Albert Einstein mới bắt đầu dấy lên. Vào ngày 4 tháng 2 năm 1902, Albert Einstein đã viết cho Mileva Maric: "Anh đã thực sự hoảng loạn khi nhận được bức thư đến từ cha của em vì anh nghi ngờ đã có một số rắc rối ở đây." Vào thời điểm Mileva hạ sinh đứa con gái đầu lòng cho Einstein tại quê hương Serbia, ông lại đang ở đất nước Thụy Sĩ xa xôi. Con bé có khỏe không? Tiếng khóc chào đời của con bé như thế nào? Đôi mắt nhỏ bé ấy sẽ giống ai trong hai chúng ta? Các câu hỏi của nhà vật lý vĩ đại ấy cứ lặp đi lặp lại, và trong những dòng thư cuối, ông viết: "Dù chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng anh yêu con bé rất nhiều." Trong bức thư tay, ông cũng cầu xin người yêu để có được một bức tranh của con gái. "Liệu em có thể vẽ cho anh một bức tranh về con khi em khỏe hơn không? Con bé chắc chắn đã khóc, nhưng để cười thì cần phải học nhiều hơn." Khi Mileva cùng Einstein đến thủ đô Bern, Thụy Sĩ để kết hôn vào tháng 1 năm 1903, bà đã không mang theo Lisa. Đứa trẻ như biến mất khỏi thế giới này mà không hề có manh mối nào. Trên thực tế, không có bức thư nào sau năm 1903 có sự xuất hiện của cái tên Lisa. Khi các học giả biết rằng Albert Einstein từng có một đứa cô gái tên là Lisa Einstein, họ bắt đầu tìm kiếm các thông tin về đứa trẻ. Tuy nhiên, không có một giấy tờ nào minh chứng cho sự tồn tại của Lisa, kể cả giấy khai sinh, hồ sơ bệnh án hay thậm chí là giấy báo tử. Ngay cả cái tên Lisa cũng có thể không phải là tên thật của cô, vì trong các bức thư của Albert và Mileva có đề cập tới hai cái tên Lisa và Hansen. Đây được xem là hai cái tên đại diện cho con gái và con trai trong ngôn ngữ của người Đức. Khi bí ẩn vẫn còn đang bỏ ngỏ, các nhà sử học đã cố gắng sâu chuỗi những manh mối về cuộc đời của Lisa như sau. Khi hạ sinh Lisa, Albert Einstein và Mileva Maric vẫn chưa kết hôn. Là người phụ nữ duy nhất trong lớp, việc mang thai đã làm gián đoạn kế hoạch học tập của bà và khiến bà phải bỏ học giữa chừng. Bên cạnh đó, cả hai còn phải đối mặt với khó khăn từ gia đình. Khi con 30 tuổi, người phụ nữ đó đã là một bà già rồi. Mẹ của Einstein đã từng không chấp nhận việc con trai mình kết hôn với một người phụ nữ lớn hơn 3 tuổi. Bất chấp sự hoài nghi đến từ gia đình, ông vẫn lựa chọn kết hôn với Mileva, nhưng bà phải để lại đứa con gái tại quê nhà cho gia đình phía ngoại nuôi dưỡng. Hành vi che giấu con gái của Einstein được cho là có nguyên nhân vì tại thời điểm ấy, ông đang làm việc tại một văn phòng cấp bằng sáng chế của Thụy Sĩ và việc có một đứa con gái ngoài giá thú sẽ làm ông mất đi công việc của mình. Lần cuối cùng Lisa xuất hiện trong những bức thư của cha mẹ là vào tháng 9 năm 1903. "Anh rất buồn vì nỗi bất hạnh xảy ra với con gái Lisa của chúng ta. Căn bệnh phát ban sẽ dễ để lại các biến chứng lâu dài."
Từ những dòng thư trên có thể thấy rằng, Hudson rõ ràng đã mắc bệnh phát ban vào khoảng 21 tháng tuổi. Tuy nhiên, những lời trong thư lại ngụ ý rằng cô bé đã sống sót. Giá như khoảng thời gian khó khăn này nhanh chóng trôi qua, đứa trẻ sẽ được đăng ký dưới cái tên nào? Chúng ta phải đề phòng những rắc rối có thể xảy đến với con bé sau này. Những manh mối hiếm hoi khiến các học giả đưa ra hai giả thuyết, hoặc Lison chết vì bệnh tật khi còn nhỏ, hoặc Einstein đã cho cô làm con nuôi. Sau nhiều năm ròng truy tìm các manh mối, vào năm 1999, tác giả Michel Sakian xuất bản cuốn sách mang tên Einstein Daughter, The Search for Lison, tạm dịch, con gái của Einstein, cuộc truy tìm Lison. Trong đó, tác giả này đã đưa ra giả thuyết. Theo Sakian, Lison được sinh ra với những khiếm khuyết không rõ nguyên nhân. Cũng vì vậy mà Maleva Maric đã bỏ Lison lại cho gia đình khi bà đến Bern để kết hôn với Einstein. Mặc cho Lison đã qua đời khi còn chưa bước sang tuổi thứ hai, có khả năng Einstein chưa từng gặp mặt đứa con gái của mình vì ông không hề nhắc gì đến cô bé sau năm 1903. Một giả thuyết khác cũng được đặt ra là Einstein đã che giấu sự tồn tại của con gái với gia đình. Tuy nhiên, giả thuyết này lại mâu thuẫn với những dòng thư mà mẹ của ông đã viết vào vài tuần sau khi Lison ra đời. Cô Maleva này đang khiến mẹ trải qua những giây phút mệt mỏi nhất trong đời. Nếu có thể, mẹ muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mẹ thật sự không thích cô ta một chút nào. Vào năm 1904, Maleva đã có thai một lần nữa. Trước thái độ lo sợ của người vợ, nhà vật lý học đã nói: "Người vợ yêu quý của anh không hề có một chút tức giận nào khi biết rằng chúng ta đã có một đứa trẻ. Trên thực tế, anh lại vô cùng vui mừng vì điều đó. Liệu chúng ta sẽ có thêm một đứa con gái đáng yêu nữa không?" Chỉ vài tháng sau khi cái tên Lisa biến mất khỏi những lá thư, Einstein đã suy nghĩ về một Lisa mới. Vậy điều gì đã xảy ra với Lisa Einstein? Cho đến nay, sự tồn tại của người con gái này vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải.